Bây giờ mời Khang lên hết. Sao mùa nghề nằm trong này?
Trong điểm hồi sao thành chữ bất giới chắc cười té ghế. Làm gì làm chứ mai Khang nó đi xin học á. Đi vô trường xin học á. Đây nè, trường cầu quan nè. Không, bên này. Trường này không cho qua xin bên này. Chiều chú Rết bảo đi bên này mà. Đi đó xa nữa. Đi gần hơn ý. Đường đây thẳng ra đây gần hơn ý. Rồi đến thời Khang để trong nhà khỏi lấy luôn. Trong nhà. Thì nghe bảo đi quay nó để điện thoại trong đó nó chạy ra đây. Sao không đưa em ra không lấy em à? Ai biết Khang đâu. Có cửa rồi còn đâu chạy lấy. Bỏng đi lấy cho em ấy kìa. Bỏng ơi, đi lấy cho em. Xem kết quả nhậu không? Giết thì tôi thằng nhỏ. Bởi vì vạch ra là đủ các kiểu trò đủ thứ rồi. Tôi vạch ra đâu trời ai vậy? Ai vạch ra? Ai vạch em chưa thằng? Yeah.
Cái này là lần đầu Khang trang điểm mà. Xin giới thiệu ông bà cô chú. Mr. Khang chuẩn bị đóng vai Missy. Missy Khang chuẩn bị đóng vai tuồng. Biến hình. Chưa xong mà, chưa thấy đâu má. Em biến mà thấy đâu nữa. Cho bà cô chú xem nha. Đây. Trời ơi đẹp gái quá trời luôn. Như thế này đi cho nó kiểu dễ thương. Ôi quay kiểu gì đẹp gái lắm nha. Trắng đi. Ở nhà thôi, thay đây đi.
trời đẹp luôn á trời. Ơi. Đẹp lắm. Ông bà cho chấm điểm mà sao đẹp ra tầm mấy điểm? Khang Khang. Khang bây giờ cho Khang đứng kế chị Lắp giờ mới thấy chống dữ nè. Chị Lắp vô chị Lắp. Đó, hai chị em. Đấy. Khang đứng kiểu Khang cười đi. Khang cười Khang. Khang đứng vậy nè, đứng không thẳng. Khang cười cho giống chị Lắp bà. Đó, nhà hai chị em giống nhau không? Quá giống. Đẹp quá cha, còn thiếu đôi bông. Không nào thì thêm hả? Rồi, đang vào chú thì bây giờ cũng đã khuya rồi, mấy chị em cũng sẽ chuẩn bị đi ngủ và kết thúc video tại đây. Để giờ em thì đi tẩy trang. Em đi tẩy trang hả em? Chị tẩy trang cho luôn. Chị tẩy trang cho Khang nha. Còn bây giờ thì Hạt Tiêu sẽ kết thúc video tại đây nha cả nhà. Nếu cả nhà mà thấy video hay thì cho Hạt Tiêu một like, một chia sẻ, một lượt đăng ký kênh và nhớ là đăng ký ủng hộ tất cả các anh chị em trong nhóm nha. Bye bye cả nhà. Bye bye. Khoan đứng đây chụp tấm hình thân theo luôn. Sao giống hửi cái tay quá vậy? Cười đi đây. Rồi, chụp chung nhau. 3, 2, 1.